Như vậy thì hệ thống của chúng tôi đã hoạt động ổn định và hiện tại thì dàn pin năng lượng mặt trời đang đưa xuống bình lưu trữ lithium, đó là 2550W, 2,55kW đưa xuống dàn pin, đưa xuống bình lưu trữ lithium này. Đó là một trong những cái điều tuyệt vời mà pin lưu trữ lithium mang lại, công nghệ mới dành cho các cái hộ gia đình cũng như là các cái đơn vị anh chị em mà mong muốn lắp đặt một cái hệ thống điện năng lượng mặt trời độc lập hoặc là hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới có lưu trữ. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của tôi là Kiều Minh Đầy, đội ngũ KMD Solar. Anh em chúng tôi lại vừa hoàn thiện và bàn giao xong một cái công trình điện năng lượng mặt trời độc lập tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Ở đây là giữa rừng anh em ạ, không có, xung quanh là toàn là cây cối. Đấy, không có nhà nào, chỉ có một cái nhà này thôi. Ở đây là họ, không biết là họ làm gì đây, dự án nông nghiệp hay là họ làm gì trồng cây đằng sau đây. Này này. Nhưng mà cái khu vực này thì hiện tại là chưa có điện lưới. Ở xung quanh là đồng không mong quạnh và giữa rừng. Đấy. Thì hôm nay họ mời đội ngũ anh em chúng tôi KMD Solar đến để thi công và lắp đặt một cái hệ thống điện năng lượng mặt trời độc lập, công suất là 3,6 kW, tổng công suất là 3,6 kW dàn pin năng lượng mặt trời. Đấy, gồm có 8 tấm pin năng lượng mặt trời 450W lắp đặt trên mái tôn. Và hệ thống này thì cũng giống như cái hệ thống độc lập mà anh em chúng tôi đã lắp đặt. Thì ngày nay đều là tùy thuộc vào cái việc mà chúng ta sử dụng những cái thiết bị gì trong gia đình mà chúng ta có thể trang bị cái hệ thống bình lưu trữ cho nó phù hợp, để làm sao mà nâng cao cái tuổi thọ bình lưu trữ và tối ưu hóa cái chi phí đầu tư ban đầu cũng như là hiệu suất sử dụng theo thời gian. Đấy. Và trong video này tôi sẽ chia sẻ cho anh chị em về cái công trình này. Nếu cảm thấy video này nó hay và hữu ích, anh chị em có thể là bấm vào cái nút đăng ký để ủng hộ đội ngũ KMD Solar anh em chúng tôi. Thì mỗi lần mà chúng tôi ra video mới thì bạn sẽ là người đầu tiên nha nhận được cái video của đội ngũ KMD Solar. Tôi là Kiều Minh Đức. Tại thì anh em chúng tôi đang tiến hành chuyển các cái tấm pin năng lượng mặt trời từ xe Ninh Hòa, từ thành phố Hồ Chí Minh đi Ninh Hòa, Khánh Hòa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa thì cách Nha Trang, thành phố Nha Trang khoảng 50 km về phía bắc. Đây là hệ thống điện năng lượng mặt trời độc lập gồm có 8 tấm pin năng lượng mặt trời, mỗi tấm công suất là 450W, tổng công suất dàn pin là 3,6 kW. Đây là hệ thống điện năng lượng mặt trời độc lập công suất là 3,6 kW tại huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Hôm nay đội ngũ anh em chúng tôi tiến hành thi công hệ thống này. Như vậy thì anh em chúng tôi đã bắn được các cái bát Z lên trên mái tôn để chuẩn bị lắp đặt các cái tấm pin năng lượng mặt trời trên mái tôn này. Đây gồm có 8 tấm pin năng lượng mặt trời, mỗi tấm có công suất là 450W. Thời tiết Khánh Hòa hôm nay rất là nắng, xung quanh là rừng và núi, không có bất kỳ một cái bóng cây nào và cũng không có đường dây điện để kéo đến đây. Đây là hệ thống điện năng lượng mặt trời độc lập hoàn toàn 100%. Như vậy thì chúng tôi đã bắt được 3 tấm pin năng lượng mặt trời. Bây giờ chuẩn bị là lắp thêm tiếp. Đây tổng cộng là 8 tấm, mỗi tấm là 450W chia làm 2 string. Mỗi string. Ở khu vực này thì hoàn toàn là không có điện lưới và chả có cái gì xung quanh cả. Đây là đồi núi không, họ dựng lên những cái nhà tiền chế như này, bên dưới đó là họ trồng cây gì đó, làm nông nghiệp. Thì hôm nay anh em chúng tôi đến thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời này thì cũng tiến hành là giao cho họ là 10 bộ đèn năng lượng mặt trời liên thể loại là 600 loại 60W. Loại này thì được bảo hành 2 năm cho anh chị em. Đèn liên thể nhá anh chị em ha. Thì cái đèn này thì có cảm biến ánh sáng, người đến thì tự bật sáng lên, còn không có người thì nó sẽ sáng mờ mờ. Đấy. Ở đây là 10 bộ. Hệ thống này thì được lưu trữ trang bị là 2 bình lithium loại phổ thông Gigabox 5A. Cái bình này thì anh em chúng tôi đã lắp tại Bình Thuận. Đấy. Như vậy là anh em chúng tôi đấu nối đã gần hoàn thiện hệ thống này rồi, 98% rồi, là gần xong rồi, chờ đóng điện và điện năng lượng mặt trời cắm các cái sợi dây xuống bên dưới nữa thôi, bên trên nữa thôi. Ở đây thì là
các cái dây này thì anh em chúng tôi cũng tiến hành bấm đầu cốt rất là cẩn thận rồi. Đấy. Hai cái vỉnh này thì chúng ta là hệ thống 48V nên là chúng ta sẽ đấu song song với nhau. À, P cộng đấu với P cộng. À, P trừ đấu với P trừ. Đấy, thế ra hệ thống 48V. À, hai cực âm và dương. À, chúng ta sẽ đấu lên của bình lưu trữ, chúng ta sẽ đấu lên đầu trên của CB bình lưu trữ 125A. Đó. Đầu dưới này chúng ta sẽ đấu sang inverter theo đúng thứ tự là âm và dương, battery cộng và battery trừ. Rồi. Thì các cái dao đầu dây điện năng lượng mặt trời từ trên mái đi xuống. À. Từ trên mái đi xuống thì chúng tôi cũng luồn vào trong ống ống nhựa rất là gọn gàng. Bên dưới này thì đi nẹp hết, không lòi một sợi dây nào. Và dây điện năng lượng mặt trời thì đi lên đầu trên của CB điện năng lượng mặt trời. CB này là 16A 550V. Đó. Đầu dưới này thì chúng ta sẽ đấu sang cổng PV của inverter, PVA và PVB, PVA cộng và PVA trừ, tương ứng với cực dương và cực âm. Rồi. Chống sét lan truyền này thì chúng ta sẽ đấu song song với đầu trên của CB DC, dương với dương và âm với âm. Đấy. Đầu dưới này thì chúng ta sẽ chống sét lan truyền, chúng ta sẽ đóng cọc tiếp địa cho nó ra ngoài đất, chúng ta sẽ đóng cọc dẫn ra ngoài đất. Tương tự với cặp số 2, string số 2. Mỗi string là 4 tấm pin năng lượng mặt trời anh em nhé. 4 tấm pin năng lượng mặt trời chúng ta sẽ đấu nối tiếp với nhau, âm cắm với âm, âm cắm với dương. Đấy. Thì tạo ra string nối tiếp và 4 tấm nối tiếp với nhau. Đấy. Cái này thì cặp số 2, cặp số 1, string số 1, string số 2. Rồi. CB AC. Ở đây thì chúng ta chỉ có đầu AC output, đó là đầu cổng đầu ra thôi. Còn AC input thì chúng ta không có, bởi vì ở đây là khu vực độc lập, không có điện lưới đầu vào. Tuy nhiên chúng ta có thể cắm máy phát gen này, generator. Thì chúng ta có thể đấu máy phát vào đây. Tuy nhiên thì ở đây thì không có máy phát, chúng tôi sẽ không đấu vào đây. AC output này chúng ta sẽ đấu vào đầu trên của CB AC này. Đầu dưới này chúng ta sẽ đấu vào các cái thiết bị trong gia đình. Đấy là họ là có những cái ổ cắm ở đây. Đấy, ổ cắm và hệ thống điện trong gia đình của gia chủ ở đây. Ở đây là họ đã làm hết cái hệ thống điện trong gia đình rồi. Thì chúng ta chỉ cần xuất điện lưới đầu ra cho họ là trong nhà tự khắc sẽ có điện. Đấy, AC output này. Như vậy thì anh em chúng tôi đã đấu nối xong và lắp đặt xong 8 tấm pin năng lượng mặt trời trên mái tôn này. Ở đây thì anh em chúng tôi sử dụng cái phụ kiện là bắt dép. Các cái lỗ này, bắt vít này thì chúng tôi cũng tiến hành test silicone cho gia chủ để chống thấm như các cái công trình khác thôi. Thì ở đây chúng tôi sẽ đục lỗ mái tôn đi xuống. Thì sau khi đục lỗ thì chúng tôi sẽ tiến hành là test silicone để bịt cái lỗ này lại. Dây điện mặt trời chúng ta sẽ đi xuống từ trên mái xuống, đục lỗ và test silicone lại để chống thấm cho gia chủ. Với 8 tấm pin năng lượng mặt trời này thì một ngày tổng công suất đèn pin là 3,6 kW. Nếu mà nắng tốt như ngày hôm nay này, nắng tốt như nắng chang chang như bây giờ, không có tí mây nào, thì sẽ thu được khoảng anh chị em cứ nhân 4 lên, nhân 4 lên đó là 3,5 nhân 4 là 12, khoảng 14 kW điện một ngày. Thu được tổng sản lượng điện thu được là khoảng 14 kW điện thu được một ngày để đủ cung cấp cho các cái thiết bị trong gia đình. Ở những cái khu vực mà chưa có điện lưới thì cái việc mà để mà chúng ta phục vụ hoạt động tưới tiêu cũng như là các cái hoạt động trong sinh hoạt trong cuộc sống thì chúng ta cần cái nguồn điện ổn định, và có cái cách đó là chúng ta có thể sử dụng máy phát là máy nổ để tạo ra nguồn điện. Tuy nhiên cái chi phí xăng dầu ngày nay thì cũng khá là tốn kém, và vì vậy nên chúng ta các cái hộ gia đình mà những cái khu vực mà chưa có điện lưới thì chúng ta có một cái giải pháp, đó chính là cái giải pháp điện năng lượng mặt trời độc lập, sẽ giúp cho anh em có nguồn điện ổn định sử dụng lâu dài, không bị ổn nào. Máy phát nổ thì nó gây ra tiếng ồn, mất tập trung, gây ảnh hưởng đến cuộc sống, cũng như là tiêu thụ rất là nhiều nhiên liệu đầu vào, chi phí xăng dầu thì ngày càng tăng. Còn điện mặt trời thì chúng ta lắp một lần dùng lâu dài 20 năm. Đấy, vì vậy thì anh chị em muốn có nguồn điện sử dụng ổn định thì có thể là tham khảo lắp đặt cái giải pháp hệ thống điện năng lượng mặt trời độc lập này
ở những cái khu vực mà chưa có điện lưới. Đấy. Cái hệ thống điện năng lượng mặt trời độc lập này thì có thể là cung cấp cái nguồn điện cho anh chị em vào ban ngày sử dụng thoải mái các cái thiết bị trong gia đình. Đấy, ví dụ như là tivi, tủ lạnh, nồi cơm, máy giặt, máy điều hòa nhiệt độ này, để cho gia đình anh chị em có cái điều kiện, có cái trang thiết bị tiện nghi hơn để phục vụ các cái hoạt động kinh doanh và sản xuất, cũng như là cái hoạt động trong đời sống gia đình anh chị em, tạo điều kiện thuận lợi cho các cái hoạt động trong gia đình. Đấy. Và chi phí đầu tư thì tùy thuộc vào cái loại nguyên liệu đầu vào, pin lithium hoặc là accu, thì chi phí mỗi loại và các loại inverter khác nhau. Đấy, để mà chúng ta lựa chọn cái bộ inverter cũng như là thiết bị phù hợp. Đấy. Phù hợp với hoàn cảnh cũng như là các cái thiết bị trong gia đình anh chị em sử dụng như thế nào cho hợp lý. Chi phí càng cao thì tuổi thọ càng bền và cái nguồn điện nó càng ổn định. Đấy. Chi phí đầu tư đầu vào càng cao thì càng cái chất lượng nó hoạt động càng ổn định càng tốt. Như vậy thì hệ thống của chúng tôi đã hoạt động ổn định và hiện tại thì dàn pin năng lượng mặt trời đang đưa xuống bình lưu trữ lithium, đó là 2550W, 2,55kW đưa xuống dàn pin, đưa xuống bình lưu trữ lithium này. Tuổi thọ bình lưu trữ lithium Gigapakame này là số chu kỳ xả và nạp là 3000 lần, thì anh chị em cứ tính rằng là một ngày á, thì là một lần sạc và xả, thì nếu mà một năm thì 365 ngày, như vậy số chu kỳ và sạc và nạp là 3000 lần thì khoảng tuổi thọ khoảng 7 đến 10 năm tùy vào cái thời gian sử dụng và cái điện, lượng điện mà chúng ta tiêu thụ và sử dụng hàng ngày như thế nào. Đối với pin lưu trữ lithium thì cái dòng sạc và dòng nạp nó cao hơn accu trì axit cũng như là accu kiến khí viễn thông. Tùy vào cái mục đích sử dụng và cái thiết bị trong gia đình chúng ta mà chúng ta lựa chọn cái pin lưu trữ nó phù hợp. Đây thì loại tốt là lithium. Đây này thì cho phép dòng sạc và dòng nạp là cao. Ở đây là có thể cho phép lên tới 30, 40, 50 ampe mà bình lưu trữ lithium vẫn chịu tải nổi. Còn accu nếu mà chúng ta sạc trong cao như vậy thì rất là nhanh hỏng bình accu. Ở đây là pin lithium nên chúng ta có thể sạc 2600W xuống mà không hề hẳn vấn đề gì. Đó là một trong những cái điều tuyệt vời mà pin lưu trữ lithium mang lại, công nghệ mới dành cho các cái hộ gia đình cũng như là các cái đơn vị anh em mà mong muốn lắp đặt một cái hệ thống điện năng lượng mặt trời độc lập hoặc là hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới có lưu trữ. Cảm ơn bạn đã theo dõi video của tôi. Nếu cảm thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên nhấn like, share, chia sẻ và đồng thời nhấn đăng ký, nhấn cái hình quả chuông ấy để mỗi lần mà tôi ra video mới thì bạn sẽ là người nhận được cái video đầu tiên. Xin chào và hẹn gặp lại. Tôi là Kiều Minh Đức. Xin chào. Nếu bạn cần bất kỳ sự hỗ trợ nào về vật tư thi công, kỹ thuật lắp đặt cũng như là thi công trọn gói hay bất kỳ vấn đề gì cần hỗ trợ về hệ thống điện năng lượng mặt trời thì hãy gọi cho tôi qua cái số điện thoại tôi đặt ở bên dưới này, nhớ là bên dưới nha. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại. Tôi là Kiều Minh Đức.